Xin kính chào cô chú chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản thực tế ở thành Len. Trước mặt của chúng chị đây chính là toàn cảnh dự án Aqua City của tập đoàn Novaland. Như vậy dạo gần đây nghe rất nhiều thông tin về thị trường, về luật đất đai và đặc biệt về tập đoàn Novaland, có những thông tin rất là tốt về tập đoàn Novaland cũng như là sự khắc phục sau những cơn bão tố do thị trường ảm đạm của bất động sản và đặc biệt là do những dòng nợ của Nova. Hiện tại bây giờ thì chúng ta đã thấy những cái thông tin triển khai lại của Novaland rất là tích cực, cũng như nhiều dự án của Novaland được nhận sổ hồng. Novaland sẽ cần khoảng 2 năm nữa để giải quyết xử lý những vấn đề tồn đọng, đặc biệt là dư nợ và các nợ trái phiếu. Như vậy chúng ta sẽ đến với video này để nói về tập đoàn Novaland và dự án Aqua City. Trước mặt của chú anh chị, chúng ta đang được thấy dự án Aqua City đối diện đại đô thị Vinhome Ram Park của quận 9, nằm trên mặt tiền sông Đồng Nai. Với mặt tiền sông Đồng Nai, hai bên sẽ là đại đô thị và hy vọng rằng khu này sẽ là một khu đô thị xứng tầm của thành phố Biên Hòa, cũng như sự thay đổi lớn của toàn miền Nam. Hai bên dòng sông sẽ có đại đô thị và các tuyến đường ven sông như Hương Lộ 2, tuyến đường Nguyễn Xiển sẽ làm tuyến đường Vành Đai 3 đưa vào hoạt động. Thành Lan xin gửi tới cô chú anh chị những thông tin mới của tập đoàn Novaland mới đây. Theo KVF cho biết rằng bí ẩn do Novaland lỗ gần 800 tỷ đồng do thoái vốn trong quý 2 năm 2024, gợi mở ra cú bắt tay giữa ông Bùi Thành Nhân và một công ty bất động sản trên sàn chứng khoán. Novaland với mã chứng khoán NVL đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024 với khoản lãi ròng 941 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 643 tỷ đồng của năm trước. Doanh nghiệp này đã đạt được mức lợi nhuận cao nhất trong 9 quý vừa qua, dù doanh thu chỉ có hơn 1.549 tỷ đồng. Lý do lớn nhất cho việc Novaland lãi lớn trong quý vừa qua là nhờ doanh thu hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu tài chính của công ty này đạt mức 3.951 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Khoản mục này tăng nhờ lãi từ các hợp đồng hợp tác đầu tư 2.885 tỷ đồng. Trong quý 2 năm 2024, rất nhiều doanh nghiệp bất động sản đã có lãi nhờ việc chuyển nhượng dự án, thoái vốn công ty con. Tuy nhiên, trường hợp của Novaland lại có điểm khác biệt khi công ty này đã bất ngờ báo lỗ trong một thương vụ thoái vốn. Nếu không có khoản lỗ trên, rất có thể Novaland đã có lợi nhuận nhiều hơn. Cụ thể, theo thuyết minh BCTC quý 2 năm 2024 của Novaland, tập đoàn đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp tại công ty cổ phần Huỳnh Gia Huy với giá trị chuyển nhượng 1,9 tỷ đồng. Giá chuyển nhượng này không bao gồm giá trị các tài sản tiện ích và các nghĩa vụ nợ tồn đọng. Novaland đã ghi nhận khoản lỗ 797 tỷ đồng do chênh lệch giữa tổng giá trị chuyển nhượng và giá trị ghi số tài sản thuần. Con số này đã được ghi nhận vào BCTC kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Theo tìm hiểu trong báo cáo thường niên năm 2023 của Novaland, công ty cổ phần Huỳnh Gia Huy có vốn điều lệ 725 tỷ đồng do Novaland nắm 99,8% vốn điều lệ. Vào thời điểm trước khi thoái vốn, công ty này được biết đến là chủ đầu tư tại Novahill Mũi Né tại Phan Thiết, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và du lịch. Công ty này được thành lập vào năm 2005 với vốn điều lệ được ghi nhận tại bản đăng ký kinh doanh năm 2017 là 6 tỷ đồng. Sau 7 năm, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã gấp lên 121 lần. Huỳnh Gia Huy trở thành công ty con của Novaland từ năm 2019 kể từ kết quả đàm phán nghìn tỷ của Novaland từ năm 2018. Thời điểm đó, Novaland chi 383,5 tỷ đồng để mua lại 99,98 vốn điều lệ của Huỳnh Gia Huy, bao gồm lợi ích từ vốn chủ sở hữu. Việc hợp nhất kinh doanh của Huỳnh Gia Huy vào Novaland diễn ra năm 2019 khiến tổng tài sản của Novaland tăng thêm 784 tỷ đồng, trong đó có gần 590 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho, 173 tỷ đồng là khoản phải thu ngắn hạn. Việc hợp nhất cũng khiến Novaland gánh khoản nợ 129 tỷ đồng. Do vậy, giá trị tài sản thuần mua là 655 tỷ đồng. Trừ đi tiền bỏ ra mua, thương vụ này mang về cho Novaland khoản lãi giao dịch mua rẻ 271 tỷ đồng, trở thành công ty con của Novaland trong vòng 5 năm. Ngày dứt áo ra đi, Novaland bán được 2 tỷ đồng với vốn khoản ghi lỗ 797 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo thường niên của Novaland,
Huỳnh Gia Huy chỉ đem về 8 tỷ đồng doanh thu cho năm 2023. Trong quá khứ, công ty này đã từng mang về 5.000 tỷ đồng cho doanh thu. Theo bảng đăng ký kinh doanh mới nhất của CTCP, Huỳnh Gia Huy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này gồm ông Lê Đình Tuấn với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và bà Nguyễn Như Xuân Trang với vai trò tổng giám đốc. Như vậy, chúng ta đã thấy một giao dịch cực kỳ lỗ của Novaland. Tuy nhiên, trên giá trị chuyển nhượng 1,9 tỷ đồng này không bao gồm giá trị các tài sản tiện ích và các nghĩa vụ thu nợ tồn đọng. Có nghĩa là công ty này chuyển nhượng nhưng còn các cái tài sản tiện ích và các nghĩa vụ thu nợ tồn đọng Novaland vẫn thu về. Cho nên việc nói Novaland lỗ tới 797 tỷ đồng này cũng chỉ là hình thức, còn cụ thể chưa hẳn là như vậy. Phía dưới cô chú anh chị bây giờ đang được Thành Len cập nhật và review hình ảnh thực tế mới nhất vào thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2024. Thành Len cũng đã cung cấp về một số thông tin về thông tin tài chính của tập đoàn Novaland. Novaland đã có sự vực dậy tốt trong cái thị trường ảm đạm bây giờ và đặc biệt là kinh tế đang khó khăn. Như vậy, hiện tại tất cả các dự án lớn của Novaland cũng đang được tháo gỡ vướng mắc, và đặc biệt là dự án Aqua City trước màn hình cô chú anh chị ở đây. Dự án này là một trong những dự án trọng điểm được nhà nước chú ý và tháo gỡ vướng mắc của chúng chị nhé. Hiện tại thì đơn vị này vừa tổ chức lễ khởi động thi công hoàn thiện cụm công trình nhà ở và tiện ích tại phân khu River Park 2 hay còn gọi là phân khu Valencia. Aqua City là một trong những dự án trọng điểm của công ty cổ phần đầu tư địa ốc Novaland trong thời gian này. Dự án nằm tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Aqua City do công ty trách nhiệm hữu hạn thành phố Aqua, công ty con của Novaland làm chủ đầu tư, được phát triển từ quý 2 năm 2019 với tổng giá trị phát triển sản phẩm khoảng 8 tỷ USD. Thời gian qua, do có nhiều vướng mắc nên tiến độ xây dựng chững lại, kéo dài theo nhiều người mua chưa được bán sao như cam kết. Ở thời điểm hiện tại, theo thông tin từ phía Novaland, dự án này đã được tái khởi động lại. Đơn vị này vừa tổ chức lễ khởi công thi công hoàn thiện cụm công trình ở và tiện ích tại phân khu River Park 2 thuộc dự án Aqua City. Giám đốc tài chính tập đoàn Novaland Dương Văn Bắc cho biết: "Chúng tôi rất cảm kích những chỉ đạo kịp thời và những quan tâm cụ thể, hiệu quả này từ các bên. Đó là động lực để chúng tôi triển khai tái cấu trúc toàn diện. Bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan cũng như có những tiến triển tích cực về tình hình tài chính, pháp lý, dự án, kế hoạch triển khai xây dựng, bàn giao sản phẩm." Ông Dương Văn Bắc thông tin thêm, Aqua City Đồng Nai và các dự án khác của công ty vẫn đang tiếp tục triển khai thi công, không ngừng đầu tư hạ tầng, hệ thống tiện ích đa dạng. Dự án Aqua City dự kiến đầu tháng 8 năm 2024 sẽ hoàn thiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Biên Hòa khu C4 và một phần đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Từ giờ đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án đang triển khai, đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện các tiện ích để thực hiện cam kết bàn giao 2.600 sản phẩm cho khách hàng. Ông Bắc cho biết, trong đó toàn cảnh pháp lý các dự án còn chưa được giải quyết triệt để, tập đoàn vẫn nỗ lực huy động nguồn vốn để hoàn thiện tối đa 4 đại dự án, trong đó dự án Aqua City sẽ được hoàn chỉnh để trở thành một đô thị vệ tinh phía đông của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án quy mô 1.000 ha, dự án Aqua City với tổng quy mô lên tới 1.000 ha nằm ở vị trí đắc địa ngay cạnh sông Đồng Nai. Bên kia là thành phố Thủ Đức, đối diện dự án Vinhome Grand Park. Dự án được giới thiệu có đến 70% diện tích dành cho xây dựng tiện ích và cây xanh. Aqua City được giới thiệu tiện ích là 15 tiện ích, trong đó có quảng trường, bến du thuyền, dinh thự ánh sáng, nhà hát, khu vui chơi giải trí trong nhà, khu phức hợp giải trí ẩm thực và trung tâm hội nghị, trung tâm thể thao, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học liên cấp quốc tế. Công trình này dành đến 25 hectare với 22 công trình giáo dục, hệ thống y tế có quy mô lên tới 3 hectare với 6 công trình y tế 14 hectare, 8 công trình thương mại dịch vụ 16 ha với 26 công trình như Club House, trung tâm thể dục thể thao, khu quảng trường, nhà hàng tiệc cưới. Đặc biệt, Aqua City có hơn 20 công viên chủ đề gồm khu vui chơi, vườn nước, BBQ, khu đi dạo, sân chơi thể thao đa năng ngoài trời,
khu đô thị sinh thái thông minh Aqua City được chia làm 4 phân khu: phân khu The Lead, phân khu The Sekla, phân khu Glen Village, phân khu The Sud, với nhiều loại hình sản phẩm sở hữu lâu dài như shop house, nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự vườn. Các căn nhà phố có diện tích khoảng từ 120m² cho đến 188m², tổng diện tích sàn sử dụng dao động từ 216m² đến 262m². Các căn nhà phố thương mại có diện tích từ 120m² đến 187m², tổng diện tích sàn sử dụng dao động từ 260m² đến 333m². Các căn biệt thự tại Aqua City Đồng Nai có diện tích từ 200 đến 375m², tổng diện tích sàn sử dụng dao động từ 282 đến 331m². Giá bán các sản phẩm trong Aqua City sẽ từ 5 tỷ cho đến 53 tỷ. Phía dưới chúng ta bây giờ đây chính là phân khu River Park 2 hay còn gọi là Valencia. Phân khu này Thành Len đánh giá cũng khá là cao với vị trí đắc địa, mặt tiền đường 5 cao lộ giới 60m và mặt tiền đường 45m xuyên tâm của chúng chị đang được nhìn thấy tổng thể phân khu Valencia với tổng quy mô lên tới 64,5 hectare. Hiện tại đang trong quá trình tạm ngưng thi công một số và một số nữa vượt qua đã bắt đầu tập trung để làm hoàn thành những giai đoạn cuối cùng khi tới hạn bàn giao cho khách hàng. Hiện tại Aqua City đang triển khai làm những phân khu đến hạn bàn giao để giao cho khách hàng cũng như là vấn đề ra sổ hồng cho khách của chúng chị nhé. Như vậy chúng ta sẽ thấy hơn nửa của Aqua City vẫn đang nằm yên, cột sắt thép cũng như là bê tông đang phơi nắng phơi đêm cả ngày lẫn đêm, và một nửa bên này đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng vào cuối năm nay cho kịp hạn bàn giao cũng như trong cái quá trình làm để đồng bộ quy hoạch và ra sổ hồng cho khách hàng. Với phân khu Valencia, Thành Len thấy rằng đây là một phân khu được bao bọc bởi nhánh sông và góc đường của hai tuyến đường lớn, cho nên đây là một phân khu khá là tiện cho việc di chuyển giao thông. Hiện tại số lượng của phân khu này cung cấp ra thị trường là 460 căn, trong đó gồm shop house, nhà phố liền kề. Hiện tại chúng ta thấy rằng vẫn có biệt thự trong phân khu này của chúng chị nhé. Shop house thương mại sau này với những phân khu trong Aqua City sẽ kinh doanh được rất là ok với những cái mặt tiền đường như là 5 cao này, mặt tiền đường xuyên tâm 45m này. Đây sẽ là những cái vị trí mà kinh doanh buôn bán tốt của chúng chị nhé. Phân khu Valencia của dự án Aqua City được triển khai xây dựng với mục đích cung cấp cho những người cư dân có cuộc sống được bao quanh mảng xanh và sông ngòi. Không khí sẽ rất là tốt khi mà ở trong cái khu này của chúng chị nhé. Với phân khu này chúng ta sẽ thấy rằng có được tiện ích di chuyển nằm trên hai cái trục đường lớn rồi. Ngoài ra trong phân khu này sẽ có các tiện ích như là địa hình thế phong thủy này, nở hậu này, 1,6 km này, đường sông lớn này, diện tích sông, mặt sông từ 40m đến 120m của chúng chị nhé. Chúng ta sẽ thấy là mặt sông nó sẽ theo từng cái khúc cua ấy mọi người, nó sẽ rất là đẹp. Và hiện tại phía dưới các đội ngũ đang thi công để bàn giao sớm cho khách hàng đúng cái tiến độ. Và tiện ích tại phân khu Valencia là một cái phân khu trung tâm phức hợp thể dục thể thao cũng như trung tâm mua sắm, sẽ có trung tâm phức hợp giải trí đa năng 4,6 hectare với 11.000 chỗ ngồi, sẽ là tâm điểm tổ chức các sự kiện trong cái phân khu Aqua City. Của trong cái khu vực này sẽ có cụm khách sạn 5 sao, cụm trường học liên cấp từ mẫu giáo đến cấp 3, trường là đạt tiêu chuẩn quốc tế của chúng chị nhé. Sẽ có khu mua sắm 10.400m², khu công viên trung tâm 1,2 ha với hồ bơi rộng tới 1.000m² và 10 công viên ven sông và bến du thuyền Gaza. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là trong dự án của Aqua City thì phân khu này khá là đầy đủ, từ trường học đến trung tâm mua sắm khách sạn sẽ đầy đủ hết của chúng chị nhé. Như vậy thì phân khu này là một phân khu rất đáng để sống, bởi vì cái giá của phân khu này thực sự là rất là rẻ của chúng chị nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có những cái diện tích 5 x 19,5, diện tích khu đất 97,5m² và tổng diện tích sử dụng 175m². Với những liền kề chúng ta sẽ có diện tích là 7 x 17,5 và tổng diện tích sử dụng là 205,9m². Như vậy đây cũng sẽ là diện tích khá là lớn của chúng chị nhé. Cũng sẽ có những cái diện tích khác nữa như là 8 x 19,5 và diện tích khu đất là 156m và diện tích sử dụng là 236,8m². Như vậy có đa dạng cái diện tích như 6 x 18 này, diện tích khu đất là 108 và diện tích sử dụng là 232m², cũng như sẽ có diện tích là 6 x 19,5, diện tích khu đất 117m và tổng diện tích sử dụng là 250m. Rất là đa dạng cái diện tích ở đây. Và chúng ta cũng sẽ có những diện tích 12 x 19,5, diện tích đất là 234m² và diện tích sử dụng là 270m². Đó là những cái nền biệt thự, và sẽ có những cái nền biệt thự villa từ 20 x 30
tùy theo cô chú chị nha, chúng ta sẽ có được những cái diện tích trong dự án Aqua City. Những cái diện tích như vậy, như là diện tích 10 x 20, 15 x 20, giá bán ở đây nhà phố rẻ nhất khoảng 5.4 tỷ cho tới 6.8 tỷ trong phân khu Valencia này. Tuy nhiên sẽ có những khách hàng bán lỗ, giá nó còn rẻ hơn nữa, nhưng tại thời điểm bây giờ sẽ không mua rẻ nữa đâu cô chú chị. Năm ngoái thôi, bây giờ không còn mua được giá này nữa rồi. Và nhà phố 8 x 20, giá dao động từ 6.8 tỷ đến 8.6 tỷ, cái dao động khoảng đấy. Và biệt thự song lập sẽ dao động từ 9.5 tỷ đến 10.5 tỷ. Biệt thự đơn lập sẽ dao động từ 13 tỷ cho đến 15 tỷ. Và biệt thự đơn lập diện tích 15 x 25 thì sẽ có giá từ 18 đến 22 tỷ. Đấy là những cái mức giá ở Aqua City tùy các cái phân khu, để chúng ta sẽ nhìn chung cái mức giá chung nhá, chứ không thể cụ thể đúng một cái căn nào, bởi vì sẽ tùy theo cái trường hợp chủ cần bán hay là không, cũng như tùy theo trường hợp chúng ta mua đàm phán được tốt nữa, ta biết được chủ cần tiền đàm phán được tốt nữa cô chú chị nhá. Như vậy Thái Lan cũng quay thực tế để cô chú chị thấy rằng là báo đăng rất là nhiều về câu chuyện Aqua City phân khu River Park 2 làm để bàn giao cho khách hàng ra sổ hồng. Thông tin thực hư như thế nào, Thái Lan cũng đã review có Aqua City đang tổ chức làm để bàn giao cho khách hàng ở phân khu Valencia để cho kịp tiến độ thi công. Và bên Aqua City, bên đại diện của chủ đầu tư cũng đang làm với Ủy ban Nhân dân tỉnh để thống nhất về quy hoạch và đồng bộ quy hoạch để được ra sổ hồng cho khách hàng. Đây là một cái thông tin rất là tốt. Và hơn nữa có nhiều cái thông tin mà Thành Lan không thể đưa lên đây. Aqua City đang có cái nguồn vốn rót về cho cái dự án này, và sắp tới Aqua City sẽ được phục hồi, và chắc chắn rằng những công nợ tại Aqua City sẽ được trả hết, sẽ tiếp tục tái khởi động lại rầm rộ trong một thời gian rất là gần. Những phân khu đã xây nhà và hoàn thành được tiện ích này, rồi hoàn thành được mật độ xây dựng này, trong một cái thời gian tới nữa thôi, khi các cái tiện ích ở các cái phân khu đấy làm nữa thì sẽ được ra sổ hồng. Đấy là những thông tin. Nhưng người ta sẽ hỏi tôi là khi nào? Bây giờ chúng ta thấy là họ cũng đang quá trình khắc phục tất cả những vấn đề đang tồn đọng để tới một cái kết quả, đó chính là bàn giao nhà cho khách, ra được sổ hồng, đồng bộ được quy hoạch pháp lý rõ ràng cho khách hàng, giải quyết được công nợ, tất cả mọi thứ đấy mới là được. Hiện tại đang trên quá trình đấy. Aqua City thì nên vẫn đánh giá rất là cao. Đây là một trong những dự án của nhà đầu tư mà được nhà nước chú ý để gỡ vướng mắc và khắc phục hậu quả của chính trị nhá. Nhà nước cũng đang hướng tới dự án này và yêu cầu lập lên ban chỉ đạo và yêu cầu này, dự án này làm việc với những cơ quan có thẩm quyền để đồng bộ quy hoạch và đưa ra được cái hướng giải quyết tốt nhất cho doanh nghiệp và khách hàng, và giải quyết được quan trọng nhất là những cái tồn đọng đang gặp vướng mắc giữa doanh nghiệp bên chủ đầu tư và thành phố Biên Hòa về quy hoạch đang trong quá trình tháo gỡ vướng mắc sẽ có kết quả trong một thời gian sớm. Hy vọng rằng tất cả mọi thứ sẽ được đồng bộ sớm và khắc phục những vấn đề. Hiện tại bên phía Novaland cũng đang có những thông tin rất là tốt, rất là tích cực để có được cái nguồn tiền. Hy vọng Nova tốt lên. Hiện tại đang có những thông tin nội bộ Thái Lan không tiện đưa lên đây, nhưng khả năng rất cao một điều rằng nguồn tiền của dự án này cũng sẽ có để xử lý được hết những cái tồn đọng sắp tới này, những công nợ. Khi mà đồng bộ được quy hoạch rồi thì sẽ bắt đầu tái khởi động lại thực sự, và phân khu đảo Phượng Hoàng sẽ làm lại rầm rộ của chú chị nhá. Phân khu đảo Phượng Hoàng và các cái phân khu khác cũng sẽ làm lại rầm rộ. Đây là những thông tin cực kỳ tích cực và chắc chắn sắp tới cũng sẽ làm thôi cô chú chị ạ. Không xa nữa đâu. Giờ cho tới năm 2025, rơi vào giữa năm 2025 chúng ta sẽ thấy một Aqua City sống lại mà thôi. Đây là những dự đoán, bởi vì những dự đoán này của Thành Lan là có nhiều cái thông tin nội bộ chúng ta nghe ngóng được để là đưa lên đây được cô chú chị nhá. Thì chắc chắn là khoảng giữa năm 2025 chúng ta sẽ thấy Aqua City cũng sẽ là bắt đầu có những cái thay đổi mới và tốt lên. Dự án này cô chú chị đầu tư, tôi có một lời khuyên chân thành, khi xác định đầu tư vào đây chúng ta phải đầu tư lâu dài nhưng vẫn thắng nhá. Đây chắc chắn sẽ thắng. Khi mà chúng ta thấy như thế này, nhiều cô chú chị hoang mang bảo thành phố ma, nhưng mà không, dự án này cô chú chị đầu tư vào thắng. Tôi rất tin chắc vào Aqua City, bởi vì đây là một dự án có sức ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị của tỉnh, cũng như đây là một dự án trọng điểm và là một dự án lớn, nên là không có câu chuyện sẽ nằm im lì đâu. Một trong những dự án trọng điểm của Nova, cũng như là chúng ta sẽ thấy rằng dự án này đang giang dở rất là nhiều cái vấn đề cần phải được khắc phục, và chắc chắn một thời gian gần nữa thôi cô chú chị sẽ thấy nó sống lại cô chú chị nhé. Dự án Aqua City sẽ có sự ảnh hưởng và sự tăng giá, cũng như là sự ảnh hưởng hoạt động của đô thị tại thành phố Biên Hòa và các tuyến đường lưu thông, đặc biệt sân bay quốc tế Long Thành sắp tới sẽ đưa vào hoạt động. Như vậy quốc lộ 51 sẽ cực kỳ quá tải, sẽ có cái tuyến đường thúc đẩy và phụ tải, đó chính là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Bên cạnh đó chúng ta sẽ thấy một cái luồng đi giao thông mới, đó chính là tuyến Hương Lộ 2. Như vậy tuyến Hương Lộ 2 hiện tại sẽ là tuyến đường ảnh hưởng đến cái sự tăng giá cũng như cư dân kéo về của dự án Aqua City. Hiện tại dự án Hương Lộ 2 cũng đang trong quá trình xây dựng
dựng mới những vị trí ngay cái đầu nút giao đi vào đã được trả mặt bằng và đang trong quá trình thi công. Hiện tại cầu Vàm Cái Sứt đã xong một bên nhưng vẫn chưa đưa vào khai thác được. Mới đây theo ngày 20 tháng 4 năm 2024, báo chí đưa tin theo đó về chủ trương thống nhất nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tách đoạn tuyến dự án Hương Lộ 2 nối dài từ cầu Vàm Cái Sứt đến nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ra khỏi dự án thành phố Amata Long Thành do công ty trách nhiệm hữu hạn thành phố Amata Long Thành làm chủ đầu tư và dự án khu đô thị mới khu công nghiệp Biên Hòa do công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Gold Long Thành làm chủ đầu tư, đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan làm việc cụ thể với công ty trách nhiệm thành phố Amata Long Thành và công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Gold Long Thành để thống nhất giải pháp triển khai thực hiện thủ tục liên quan đến việc tách đoạn tuyến dự án Hương Lộ 2 nối dài ra khỏi dự án trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 1 tháng 5 năm 2024 tới ngày 2 tháng 5 năm 2024. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án đầu tư xây dựng Hương Lộ 2 giai đoạn 1 hiện vẫn còn vướng mắc mặt bằng 68 hộ dân trên địa bàn xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa với chiều dài khoảng 250 m trên tuyến. Tại dự án này, tính đến giữa tháng 4 năm 2024, thành phố Biên Hòa đã thực hiện công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng 1,65 km trên tổng số 1,88 tổng chiều dài toàn tuyến, đạt tỷ lệ gần 88% mặt bằng toàn dự án. Mới đây nhất, thành phố Biên Hòa đã bàn giao mặt bằng tại vị trí công ty cổ phần Kim Khí Long An với phần diện tích thu hồi 7,5 ngàn m². Dự án Hương Lộ 2 giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 1,9 km, điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 51, điểm cuối giao đường bê tông nhựa hiện hữu An Hòa, Long Hưng. Dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm 2020. Quá trình triển khai thi công, dự án liên tục bị chậm tiến độ, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đến nay, mặt bằng của giai đoạn 1 đã được bàn giao. Chúng ta đang thấy rằng với Hương Lộ 2 đang có những xu hướng phát triển thúc giục các doanh nghiệp từ phía bên cầu Vàm Cái Sứt đổ về tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang được nhà nước quan tâm chỉ đạo sát sao để tiến hành giải tỏa và giải phóng mặt bằng. Sắp tới thôi, giờ đến 2026, tuyến Hương Lộ 2 phía bên cầu Vàm Cái Sứt cũng sẽ rục rịch và khởi công một cái thời gian ngắn. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng sự ảnh hưởng của tuyến Hương Lộ 2 này lên dự án Aqua City là rất nhiều. Khi dự án này được đưa vào hoạt động và lượng tham gia giao thông đi qua lại trên cái tuyến đường Hương Lộ 2 lúc này tự sóng uất cũng như là phương tiện tham gia giao thông đi lại nhiều, bắt đầu có cái nút thoát cũng như giao thông thuận lợi kết nối để cho Aqua City kết nối với các vùng như là Nhân Trạch này, Long Thành này và ngược vào trung tâm thành phố Biên Hòa sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và đặc biệt tuyến đường Hương Lộ 2 này sau này sẽ kết nối với tuyến đường 319 và tuyến đường liên cảng phía bên Nhân Trạch, sẽ đi hết một vòng bên Nhân Trạch, sẽ giao tiếp với tuyến đường Vành Đai 3, giao tiếp với tuyến đường liên cảng để đi ra tuyến cầu Phước An và đi qua Vũng Tàu. Như thế di chuyển từ Biên Hòa đi xuống Vũng Tàu, chúng ta cũng có thể đi trên tuyến đường Hương Lộ 2 này một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn là đi trên quốc lộ 51. Như vậy chúng ta đang thấy rằng ngoài tuyến Hương Lộ 2 sẽ có thêm một cái tuyến đường kết nối và là một sự thúc đẩy cho Aqua City, đó chính là tuyến đường Nam Cao. Cho tới nay thì chúng ta thấy đồng bộ quy hoạch những thông tin về cây cầu kết nối từ vòng xoay Nam Cao và tuyến đường Hương Lộ 2 đi qua Nguyễn Xiển. Tới thời điểm bây giờ chúng ta thấy là Đồng Nai vừa mới chốt quy hoạch thì sẽ có những cây cầu như là Đồng Nai 2 bắc qua sông Đồng Nai nữa. Đây là những cái dự án mà Thành Len nghĩ sẽ rất là lâu sau này mới làm. Trước mắt chúng ta sẽ hy vọng chờ tuyến đường Hương Lộ 2 và tới nữa sẽ có tuyến đường Nam Cao. Đây là hai tuyến đường ảnh hưởng trực tiếp lên dự án Aqua City và dự án Aqua City chắc chắn cũng sẽ hồi phục trong một thời gian khoảng giờ đến năm 2026 để mà xong hết tất cả các giai đoạn. Mình nghĩ còn khá là lâu. Đây là một cái thị trường đầu tư chắc chắn sẽ có lợi nhuận của chúng chị nhá, nhưng thời gian rất là lâu như Thái Lan đã nói. Sau khi Hương Lộ 2 được vào hoạt động khoảng tầm ngoài năm 2030, lúc đấy Aqua City bán mới có lợi nhuận được của chúng chị nhá. Lúc này khi mà Hương Lộ 2 đưa vào hoạt động rồi và sau khi luật bất động sản, luật đất đai, luật kinh doanh nhà ở và các cái điều luật khác cũng đưa vào ổn định thì lúc bấy giờ giá bất động sản ở toàn khu vực cũng đã lên, cũng như Aqua City sẽ có dân cư kéo về ở rất là đông, kèm với đó là các cái dự án xung quanh như là Inzumi. Như trước mặt của chú anh chị thì chúng ta đang được nhìn thấy quỹ đất 170 hectare Inzumi và kế bên là của một đơn vị khác. Dự án ở trong này sẽ là cao cấp hết của chú anh chị ạ. Chúng ta cũng sẽ đang được nhìn thấy xung quanh sẽ có sự kết nối giữa Long Hưng City và phân khu Valencia River Park 2. Đối diện bên kia sẽ là khu du lịch sinh thái Sơn Tiên và bên này sẽ là khu dân cư nối rộng dài và bên này là Biên Hòa New City. Như vậy chúng ta sẽ thấy
từng cụm dự án ở trong này, cận cao cấp cho tới cao cấp. Thứ nhất là Aqua City, thứ hai là Inzumi, thứ ba là cụm dự án của Dona Cup ven sông, và thứ bốn vị trí rất là đắc địa đó chính là Long Hưng City, Biên Hòa New City, Maradai City. Có một cái sự tiện ích đó chính là khu du lịch sinh thái Sơn Tiên, nó lớn hơn cả Suối Tiên nữa cô chú chị nhé. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái thông tin mới nhất của Aqua City về việc thông báo từ ngày 7 tháng 8 năm 2024 việc khai trương cửa hàng quán cà phê Minimax tại khu đô thị Aqua City. Kính gửi quý cư dân, lời đầu tiên ban quản lý xin chân thành cảm ơn cư dân đã tin tưởng và lựa chọn khu đô thị Aqua City làm nơi sinh sống và kinh doanh dưỡng, nhằm tăng cường thêm các tiện ích mới cho dân cư khu đô thị Aqua City. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2024 tới đây, cửa hàng Aqua City Cà phê Minimax sẽ chính thức được khai trương tại tầng trệt tòa nhà Aqua Sport. Với sự ra mắt của cửa hàng tiện lợi này, quý cư dân Aqua City sẽ có thêm một địa điểm mới để mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày một cách thuận tiện hơn và nhanh chóng hơn. Hy vọng cửa hàng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ của quý cư dân cũng như mang đến những trải nghiệm mua sắm thoải mái và tiện lợi nhất. Đây sẽ là một sự khai trương mới tại Aqua Sport, vị trí mua sắm mới nữa. Có nghĩa ngày xưa thì cũng đã có khai trương một lần nhưng sau đấy tạm ngưng và bây giờ lại bắt đầu cho khai trương. Như vậy ở Aqua City chúng ta sẽ có thêm một địa điểm để uống cà phê cũng như là ghé thăm. Đây cũng sẽ là cái nơi mà tập kết xe đưa đón để mà tham quan dự án của Aqua City, vị trí Aqua Sport của chính trị nhá. Ngoài vị trí này, hiện tại Aqua City chúng ta sẽ có một địa điểm check-in chụp hình rất là nổi tiếng, đó chính là quán cà phê Findeli. Như trước màn hình của chúng chị đang được nhìn thấy, đây chính là quán cà phê Findeli của chúng chị nhá. Đây là những cái hình ảnh thực tế Thành Len chụp hình để gửi đến cho cô chú chị những cái trải nghiệm tốt nhất khi mà chúng ta đi thăm dự án Aqua City, sẽ ghé qua cà phê Findeli chụp hình check-in, cũng như đây là một cái địa điểm rất là quen thuộc cho những cặp đôi sau này mới cưới ở khu vực này, bởi vì đây sẽ là những khung cảnh chụp hình cưới rất là nhiều, cũng như đi thăm dự án thì đây sẽ là những cái nơi nghỉ chân để uống cà phê thư giãn khi mà đi thăm dự án này. Cảm ơn và kính chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Thành Len chuyên bất động sản khu vực Đồng Nai, chuyên cổ phần và đầu tư. Hiện tại thì Thành Len đang làm những khu vực như là Biên Hòa, Long Thành và Nhơn Trạch. Thành Len đang đánh mạng Long Thành và Nhơn Trạch rất là mạnh, nó sẽ phát triển và thay đổi về quy chế quản lý, cùng với đó là tất cả các hạ tầng giao thông. Hạ tầng giao thông ở Long Thành và Nhơn Trạch sẽ thay đổi rất là nhiều, hầu như các cái tuyến đường quan trọng nhất tại khu vực phía Nam đều đổ về Long Thành và Nhơn Trạch, ví dụ như vành đai 4, vành đai 3, tuyến đường cao tốc Bến Lức Long Thành, tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, rồi là các cái tuyến đường cao tốc khác, đường sắt nhẹ Thủ Thiêm, tuyến metro Long Thành Suối Tiên. Chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái câu chuyện cơ sở hạ tầng như là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường sắt Bắc Nam vân vân. Đấy thì đấy là những cái tuyến đường, và có những tuyến đường nội bộ đang làm như 25B, 25C và Nguyễn Văn Cử vân vân, đường liên cảng rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta đang thấy rằng hệ thống hạ tầng giao thông của Đồng Nai đang thay đổi, và đặc biệt ưu ái nhất là cửa ngõ sân bay, nơi sẽ kết nối về hàng hóa giao toa, về xuất nhập khẩu hàng hóa, cũng như có thêm một cảng Phước An, cụm cảng của Nhân Trạch sau này có hẹn sẽ rất rất nhiều cảng, và đặc biệt là cầu Phước An bắc qua Vũng Tàu, để giúp tiết kiệm cho các cái doanh nghiệp ở các khu vực lân cận di chuyển tới cảng Cái Mép thì phải tiết kiệm được khoảng 30 km. 30 km này là 30 km kẹt xe trên quốc lộ 51, sẽ giúp tiết kiệm thời gian rất rất là nhiều của chúng chị ạ. Và như thế thì Thái Lan đã cung cấp những thông tin sơ lược về các cái tuyến hạ tầng giao thông cũng như là về dự án Aqua City. Bây giờ Thái Lan kính chúc mọi người sức khỏe và cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút này. Thái Lan kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.